cái sản phẩm mà STC này nè là ông xã không có nuôi, thành ra nó rất là tốt luôn, màu nước nó rất là đẹp, mình thấy tới thu hoạch là nó rất là lợi nhuận cao luôn á, thấy cái sản phẩm này rất là tuyệt vời. Được thành lập ngày 28 tháng 11 năm 2010, công ty Itec STC được đổi tên từ công ty nhiệt Sài Gòn STC đã từng bước vươn lên sau nhiều nỗ lực xây dựng và phát triển trong hơn 13 năm hoạt động. Itec STC không chỉ đơn thuần là công ty thuốc thủy sản mà còn chuyên sản xuất và cung cấp giải pháp vật tư giống cho bà con nuôi tôm, cá, ếch, lương nói riêng và ngành thủy sản nói chung trên cả nước. Nhận thấy việc phát triển sản phẩm chất lượng kết hợp cùng với quy trình sẽ mang lại hiệu quả cao cho người nuôi. Trong 13 năm qua, chúng tôi đã chuẩn hóa bộ sản phẩm, đồng thời chuyển giao nhiều mô hình nuôi được bà con ứng dụng hiệu quả. Điển hình như STC A1 siêu thâm canh, STC A2 nuôi công nghiệp, ao đất, mật độ vừa, STC A3 nuôi quảng canh cải tiến. Với đội nghiên cứu hàng đầu trong ngành thủy sản, chúng tôi đã có những sản phẩm chủ lực mang dấu ấn riêng như diệt gông không thối nước, STC G100, giải độc nước, STC Z1, phân hủy gốc gạ, SH150, tạo thức ăn tự nhiên giúp giảm chi phí an toàn cho mùa vụ mới, bộ đôi STC Vlog, ốc thái, men vi sinh và khoáng gây thức ăn tự nhiên, STC Clean, chuyên men vi sinh cho ăn, ngừa bệnh đường ruột và hỗ trợ chống đường ruột, không rõ nguyên nhân, vitamin tổng hợp, STC Z-Core, chuyên tạo sắc tố, tăng sức đề kháng, tăng trọng nhanh và những sản phẩm khác đầy đủ trong suốt vụ nuôi. Chị là đại lý Hùng Lợi, chị là tên là Hà Kim Liên, ở thứ năm, ấp Năm Quý, xã Đông Thái, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang. Chị có bán cho bên Việt Sài Gòn STC nè, cũng 10 năm rồi đó. Chị bán cũng nhiều sản phẩm của bên STC nè. Chị bán là dòng men, dòng khoáng, rồi dòng gông. Cái sản phẩm mà STC này nè là ông xã không có nuôi, thành ra nó rất là tốt luôn, màu nước nó rất là đẹp, mình thấy tới thu hoạch là nó rất là lợi nhuận cao luôn á, thấy mấy cái sản phẩm này rất là tuyệt vời. Với phương châm đồng hành trao giá trị cho người chăn nuôi, chúng tôi luôn lắng nghe và nghiên cứu tạo ra những sản phẩm giúp người nuôi giảm rủi ro, tiết kiệm chi phí, tạo sự bền vững cho ngành nông nghiệp nói chung và ngành thủy sản nói riêng. Đây cũng là lời cam kết của chúng tôi đến quý đối tác, quý khách hàng đã tin tưởng, đồng hành và hợp tác cùng chúng tôi trong suốt thời gian qua. Chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của quý khách hàng trong những năm tiếp theo. Kính chúc quý đối tác, quý khách hàng một năm mới vạn sự như ý, an khang thịnh vượng.